Mèo mèo cúc. Mèo mèo cúc có 3 tiêu chí vô cùng quan trọng, đó chính là những món ăn dễ làm, tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Thì ngày hôm nay Mèo sẽ giới thiệu cho mọi người một món ăn mà theo Mèo nghĩ thôi nha, là nó đáp ứng được 3 tiêu chí đó. Theo một tiêu chí đó chính là ngon, thì món ăn này Mèo đặt cho nó một cái tên, gỏi dưa leo sốt bà Mèo. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có dưa leo, húng quế, ớt bột, ớt tươi, tỏi băm, nước tương, đường, giấm ăn. Ngoài ra có thể thay thế giấm ăn bằng cam hoặc là chanh. Bởi vì trong trái dưa leo có 90% là nước, cho nên dưa leo rất là tốt cho việc detox cơ thể, giải độc gan, giải độc thận, lọc máu. Cho nên những ai mà đang giảm cân cũng rất là thích dùng dưa leo. Trong quá trình mình bào dưa leo sẽ không tránh được có những lúc mình làm đứt dưa leo, thì thay vì bỏ rất là uổng thì mình lấy mình đắp mặt cũng được. Vừa nấu ăn mà vừa làm đẹp, da đẹp, dáng đẹp. Bước 2 là bước chơi đồ hàng, ý là cuộn dưa leo. Đây là cái bước mà Mèo thích nhất. Chúng ta chỉ có việc cuộn lại y như cuộn bánh tráng. Xong cuộn lại xong mình xếp vào trong dĩa, cuốn sang chảnh. Ba ngón tay chỉ lên, hai ngón vừa cuộn, cuộn nhẹ nhàng nhịp nhàng. Rồi. Bước 3, sốt bà Mèo. Sốt bà Mèo gồm 2 muỗng nước tương, 2 muỗng giấm, 2 muỗng đường, 1 muỗng ớt bột, 1 muỗng tỏi, 1 muỗng ớt tươi. Quậy lên. Sở dĩ nó có tên là sốt bà Mèo bởi vì một lý do rất là quan trọng. Mèo thích thì Mèo đặt thôi. Mình đã có dưa leo, mình đã có sốt. Chào, gửi dưa leo sốt bà Mèo. Giờ mình sẽ làm màu thêm một chút xíu, để cho vài cọng húng quế vào để làm màu. Xong, chúng ta đã hoàn thành xong món gỏi dưa leo sốt bà Mèo. Với hy vọng rằng tất cả mọi người đều có thể thực hiện món ăn vô cùng đơn giản, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe và nhan sắc này. Còn bây giờ thì đã đến lúc Khuê đi mua bánh hỏi và heo quay về ăn thôi.